một hình xăm đẹp nó biểu hiện cá tính của người đó có rất nhiều người đam mê xăm trổ bởi xăm trổ đâu phải là hổ báo cáo trồn bởi nó là hình xăm đẹp thôi một anh chàng họ quách cũng có đam mê xăm trổ như vậy anh muốn kiếm một thợ xăm uy tín khéo tay để làm cho anh bởi xăm mà không chuẩn mất công một lần bị hỏng thì rất rách việc và anh đã hỏi bạn bè tìm hiểu trên mạng cuối cùng cũng tìm ra được một cô gái được đánh giá uy tín có tiếng trong giới xăm nên anh đã tìm đến cửa tiệm của cô ta